trình uống con gà hậu bị giống lẻ vào lúc 1 ngày tuổi, và chúng tôi sử dụng vaccine cúm dạng chích Vacitech. Lúc 2 ngày tuổi sử dụng vaccine cầu trùng Vivacup-Q, và 7 ngày tuổi sử dụng vaccine Avenue H120. 21 ngày tuổi chúng tôi sử dụng vaccine ND chích Canimun và vaccine Avenue kết hợp với vaccine ID88. Quy trình uống gà thịt ở trại chúng tôi đã áp dụng thế này. Khi mất 1 ngày tuổi là chúng tôi chích vaccine Vacitech và vaccine Rumido và phun vaccine là NDID là Avenue H120. Và lúc về trại 21 ngày là chúng tôi sử dụng vaccine là Avenue kết hợp với ID88. Và cái quy trình sử dụng vaccine mới này thì chúng tôi nhận thấy là có một cái ưu điểm rất lớn. Và khi mình chích vaccine ở nhà dùng máy thì về những trại thì chúng ta không phải sử dụng vaccine Rumido 2 lần nữa. Thì điều đó nó sẽ tiết kiệm nhân công cho mình rất là nhiều, tránh cho con gà không bị stress, và cái nữa là nó sẽ làm cho con gà cái sức đề kháng nó rất tốt từ 1 ngày tuổi trở đi.